Ngày 8 tháng 2 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp báo công bố kết quả kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thủy sản khô trên địa bàn thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, trong thời gian qua, nhiều cơ sở đã dùng hóa chất để sản xuất cá khô. Theo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phát hiện triclofong có trong hầu hết các mẫu nông lâm thủy sản lấy ở thị trấn Phước Hải. Đợt 1 vào tháng 10 năm 2017, các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất 6 cơ sở chế biến hải sản và lấy 14 mẫu phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra tại hộ bà Huỳnh Thị Hồng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một lọ thuốc trừ sâu hóa chất triclofong. Theo cơ sở này, thì họ dùng lọ thuốc trừ sâu này để pha vào nước nhúng cá, khi phơi sẽ chống ròi, côn trùng. Một mẫu phát hiện phốc môn, hai cơ sở phát hiện hóa chất triclofong. Đợt 2 vào tháng 12 năm 2017, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất 26 cơ sở, lấy 39 mẫu phân tích hóa chất cấm triclofong thì có 3 cơ sở với 4 mẫu nhiễm hóa chất này. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng cộng gần 400 triệu đồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.